Chào mừng các em đến với kênh Khởi Ly. Em trong bài giảng hôm nay thầy xin dẫn các em tới lớp 9 sức kinh chi khúc cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng thì Ly muốn các em khá dễ hiểu. Các em xong ống khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Và hôm nay mình sẽ học bài luyện tập chung trang 52, 53. Trước mình sẽ làm câu ví dụ 1, không dùng máy tính cầm tay tính giá trị của biểu thức. Giờ mình sẽ quan sát cách người ta giải nhé. Như vậy là A sẽ bằng căn bậc 2 của 1 trừ căn bậc 2 của 3 tất cả bình phương trừ căn bậc 2 của 3. Giờ như bình phương gặp dấu căn sẽ biến thành giá trị tuyệt đối trừ căn 3 viết lại. Giờ mình thấy là 1 trừ căn 3 sẽ lớn hơn 1 nha. Như vậy các em bỏ giá trị tuyệt đối, các em đảo ngược lại là căn 3 trừ 1. Giờ trừ căn 3 viết lại. Căn 3 trừ căn 3 hết còn trừ 1. Đúng rồi. Hàng đẳng thức căn bậc 2 của A bình phương sẽ bằng giá trị tuyệt đối của A. Tiếp theo mình quan sát ví dụ 2. Giờ câu A, 2 cộng căn 5 nhân cho 2 trừ căn 5. Sử dụng hàng đẳng thức hiệu của hai bình phương ta được là, nếu mình thấy là sẽ có dạng hàng đẳng thức là A cộng B nhân A trừ B sẽ bằng A bình trừ B bình. 2 bình phương là 4, căn 5 bình phương là 5, 4 trừ 5 thì bằng âm 1. Bên đây cũng vậy, sẽ có dạng hàng đẳng thức là A cộng B nhân A trừ B sẽ bằng A bình trừ B bình. Căn 5 bình là căn 5, căn 5 bình sẽ bằng 5, căn 2 bình sẽ bằng 2, 5 trừ 2 bằng 3. Đúng rồi. Chú ý tổng quát ta có là A nhân căn B nhân cho A trừ căn B. Như vậy mình sẽ lấy A bình phương trừ cho căn B bình phương, thì căn B bình phương sẽ là B. Với AB là hai biểu thức và B sẽ lớn bằng 0 nhé. Giờ tiếp theo là căn A cộng căn B nhân cho căn A trừ căn B sẽ bằng A trừ B. Với AB là hai biểu thức không âm. Tương tự ta nói A cộng căn B và A trừ căn B thì cặp này mình gọi là cặp biểu thức liên hợp, có nghĩa là hợp lại sẽ thành một cái hàng đẳng thức gọi là cặp biểu thức liên hợp. Đúng này, căn A cộng căn B nhân A căn A trừ căn B thì gọi là biểu cặp biểu thức liên hợp. Khi các em hợp hai cái này là thì sẽ ra một biểu thức mới và sẽ mắc dấu căn đi, thì gọi là cặp biểu thức liên hợp nha. Giờ tiếp theo mình sẽ quan sát ví dụ 3. Rồi, như vậy cho biểu thức B sẽ bằng với x sẽ lớn bằng 0. Câu A viết x nhân cho căn bậc 2 của x cộng 1 thành tổng hai lập phương rồi phân tích hàng nhân tử rồi rút gọn biểu thức đã cho. Giờ cho hết các em biến đổi này thành một cái lập phương cộng lập phương này. Như vậy x thì mình biến đổi là căn x bình phương nhân với căn x là căn x lập phương. Một các em biến đổi là một lập phương thì sẽ có dạng hàng đẳng thức là A lập phương cộng B lập phương sẽ bằng A cộng B nhân A bình trừ AB cộng B bình. Đúng này. Giờ như vậy cái này các em biết lại. Căn X bình gia X trừ căn X nhân 1 sẽ là trừ căn X. Giờ một bình là 1. Giờ sau đó các em thấy ngược lại. Như là X nhân căn X cộng 1 các em khế bằng cái này. Giờ cái này khế vô đây thì mình sẽ thấy cái hai này giống nhau, chia nhau biến mất. Còn lại là căn X cộng 1 trừ 1 thôi. Đúng này. Giờ 1 trừ 1 hết còn căn x. Câu B thì mình tính giá trị của biểu thức P tại x bằng 100. Giờ như là P sẽ bằng căn x khế vô. Như tại x bằng 100 khỏi mãn điều kiện thì P sẽ bằng căn 100 là bằng 10 phải đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ làm bài tập giống như ví dụ 1, 2, 3 mình vừa mới xem thôi. Đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ làm câu 3.12 rút gọn các biểu thức nhé. Mình sẽ làm câu A chứ. Mình sẽ viết lại cái đề chứ nha. Như căn của căn 3 trừ căn 2 tất cả bình. Căn 3 trừ căn 2 tất cả bình. Cộng cho căn 1 trừ tất cả căn 2 tất cả bình. Giờ như là căn gặp bình phương, như vậy mình sẽ biến thành căn 3 trừ căn 2, giá trị tuyệt đối của căn 3 trừ căn 2 nha. Bình phương gặp dấu căn biến thành giá trị tuyệt đối căn 3 trừ căn 2.
cộng cho bên đây cũng vậy, bên phương gặp dấu căn biến hình giá trị từ đó, 1 trừ căn 2 3. Như ở đây mình thấy là căn 3 sẽ lớn hơn căn 2 nên bỏ giá trị từ đó giữ nguyên, đúng không? Như là căn 3 trừ căn 2 ngược lại. Ở đây mình thấy là căn 2 sẽ là một vị mấy, sẽ lớn hơn 1 nên bỏ giá trị từ đó kem đảo ngược lại, đúng không? Giờ cộng căn 2 trừ 1. Giờ xuống dòng bạn. Như vậy ở đây mình có là trừ căn 2 cộng căn 2 sẽ bằng 0, còn là căn 3 trừ 1, đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu A, mình sẽ làm câu B. Giờ câu B các em biết là cái đề chứ? Giờ căn 7 trừ 3 tất cả bệnh. Căn 7 trừ 3 tất cả bệnh. Cộng cho căn, giờ căn 7 cộng 3 tất cả bình. Giờ các em làm tương tự thôi. Như bình phương gặp dấu căn biến hình giá trị từ đâu? Đúng này. Giá trị tuyệt đối của căn 7 trừ 3. Cộng cho bên đây cũng hình giá trị tuyệt đối của căn 7 cộng 3. Thì mình thấy là căn 7 sẽ bé hơn 3 nha. Mình thấy là căn 3 ở đây chính là căn chính nè. Đúng nè. Như là mình sẽ bỏ giá trị tuyệt đối căn đảo ngược lại là 3 trừ căn 7 chỗ này. Đúng nè. Giờ hai cái này cộng lại là dương giờ nên bỏ giá trị từ đó giữ nguyên thôi, đúng không? Đều là số dương hết. Như là căn 7 cộng 3. Giờ xuống dòng này. Giờ trừ căn 7 cộng căn 7 sẽ bằng 0, còn lại 3 cộng 3 sẽ là 6, như kết quả đây là số 6, đúng không? Giờ như là mình xong câu 2.12 nha. 2.12 kem hiểu bài. Kem xong khích video hãy kem hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ làm 3.13. Giờ mình sẽ làm câu A trước. Mình sẽ viết là cái đề chính căn 3 nhân cho căn cỡ 192 trừ cho căn 75. Và giờ như vậy các em nhân phân phối vô, đúng nè. Mình sẽ lấy căn 3 nhân cho căn này. Một trăm chín mươi hai. Giờ dấu chưa viết lại. Mình sẽ lấy căn 3 nhân cho căn 75. Giờ tích của hai cái căn kem gom lại căn của một tích thôi. Như là căn của 3 nhân cho 192 trừ cho căn 3 nhân cho 7. Giờ xuống dòng bài. Giờ như là 3 nhân 192 sẽ là
576 đúng không? Căn của 576. Giờ trừ cho căn của 3 nhân 75 sẽ là 225. Giờ như vậy ở đây là căn của 576, các em giúp căn sẽ được là 24 đúng nè. Giờ căn của 225 sẽ là 15. 24 trừ 15 thì được 9, như kết quả sẽ là 9. Giờ như vậy mình xong câu em, mình sẽ làm câu B. Giờ mình sẽ viết lại cái đề câu B chứ. Giờ như là trừ 3 nhân cho căn 18 cộng cho 5 nhân căn của 50 trừ cho căn 128. Giờ 7 nhân căn 2 giờ ở đây các em sẽ tách về trừ 3 các em viết lại chứ. Như vậy là căn 18 các em tách về 18 sẽ là 9 nhân 2 đúng nè, cộng cho 5 nhân cho 50 nè, các em tách về là 25 nhân 2. Trừ cho 128 giúp giờ là 64 nhân 2, tách giờ là 64 nhân 2. Giờ 7 căn 2 các em viết lại. Giờ xuống dòng này. Giờ như vậy số 9 thì các em đem ra ngoài, 9 ở đây là 3 bình phương đúng không? 3 bình phương các em đem ra ngoài là 3. Trừ 3 viết lại này. Giờ như vậy 9 đem ra ngoài là 3. Giờ ở đây còn là căn 2 đúng không? Ở đây 25 kem 25 chính là 5 bình phương, kem đem ra ngoài là 5, 5 nhân 5 còn là căn 2.64 là 8 bình phương đem ra ngoài sẽ là 8 còn là căn 2. Giờ như vậy là còn ở phía dưới là 7 căn 2. Giờ như vậy là trừ 3 nhân 3 sẽ là trừ 9. Như vậy là trừ 9 căn 2. Giờ 5 nhân 5 là 25, 25 căn 2. Giờ trừ 8 căn 2 viết lại. Giờ phía dưới là 7 căn 2. Giờ ở đây mình thấy là căn 2 giống nhau nè. Như vậy mình sẽ lấy trừ 9 cộng 25 trừ 8. Trừ 9 với trừ 8 là trừ 17. 25 trừ 17 thì còn 8 đúng nè. Như vậy ở đây còn lại là 8 căn 2. Ở phía dưới là 7 căn 2. Giờ như vậy là căn 2 trên dưới biến mất còn 8 phần 7 không? Đúng nè. Giờ như là mình xong câu 3.13, 3.13 kem hiệu bài, kem sau bấm quit video hẹp kem hiệu bài.
Giờ bây giờ mình sẽ làm câu 3.14 thôi. Ba chấm mười bốn chứng minh rằng câu A trước nha. Giờ một trừ căn hai tất cả bình bằng cái này, như vậy mà người ta kêu mình chứng minh quy chế bằng quy phải, kem biến đổi quy chế sau do cho biến hình quy phải là được nha. Giờ bây giờ mình sẽ có ta có nè, mình sẽ biến đổi quy chế. Như là 1 trừ căn 2 tất cả bình sẽ bằng, giờ mình thấy là dạng có hàng đẳng thức là a trừ b tất cả bình sẽ bằng a bình, có nghĩa là một bình là một thôi. Giờ một bình trừ 2ab có nghĩa là trừ 2 nhân 1 nhân căn 2 là 2 căn 2 trừ 2 căn 2. Giờ cộng cho b bình là căn 2 bình là 2. Giờ 1 cộng 2 là 3 trừ cho 2 căn 2 viết lại. Như vậy là mình kết luận là quy chế bằng quy phải vậy. Vậy. Quy chế nó bằng quy phải nha, đúng không? Giờ câu B các em làm tương tự. Giờ các em biết là quy chế, sau đó các em biến đổi để giao với phải. Đúng rồi, ta có. Giờ căn 3 cộng căn 2 tất cả bình. Giờ như mình sẽ có dạng hàng đẳng thức là a cộng b tất cả bình sẽ bằng a bình, có nghĩa là căn 3 bình. Đúng rồi. Giờ như là cộng 2ab, 2 nhân căn 3 rồi nhân căn 2, đúng rồi. Giờ cộng cho b bình ở đây là căn 2 bình. Giờ căn 3 bình ở đây là 3. Giờ như là số 2 viết lại, căn 3 nhân căn 2 kem gom là căn 3, căn bậc 2 của 3 nhân 2 là căn 6, đúng này. Giờ như là căn 2 bình phương là 2. Giờ như 3 cộng 2 bằng 5, đúng không? Như vậy sẽ bằng 5 cộng cho 2 căn 6 thôi, đúng không? Giờ như mình kết luận là quy chế bằng quy phải, đúng không? Vậy. Quy chế bằng quy phải nhé. Giờ như là mình xong câu 3.14 nha. Giờ 3.14 kem hiểu bài, kem xong khích video thì kem hiểu bài nha. Giờ tiếp theo mình sẽ làm tiếp câu 3.15. 3.15 cho căn thức. Câu A hãy chứng tỏ dạng căn thức xác định của mọi giá trị của x. Như mình sẽ làm câu A trước như sau. Như điều kiện xác định của căn thức là cái biểu thức phía dưới dấu căn này sẽ lớn bằng không, đúng này. Giờ bây giờ mình sẽ biến đổi cái căn này. Ta có y bình phương trừ 4x cộng 4, mình sẽ biến đổi cái này
thì mình thấy sẽ có dạng hàng đẳng cức là a bình trừ 2ab đúng không? Cộng cho b bình, a ở đây là x và b ở đây là 2, như vậy là x trừ 2 tất cả bình. Thì mình thấy là cái này sẽ lớn hơn bằng không đúng không? Cái này sẽ lớn hơn bằng không. Nên mình kết luận là căn thức xác định với mọi giá trị của x đúng không? Nên căn thức xác định với mọi giá trị của x. Mình đã chứng minh xong đúng không? Mình thấy là cái biểu thức phía dưới, biểu thức phía dưới dấu căn luôn luôn lớn bằng không, nên mình có xác định là căn thức xác định với mọi giá trị của x đúng không? Bây giờ mình sẽ làm câu B. Câu B người ta kêu mình rút gọn căn thức đã cho với x lớn bằng 2. Với x lớn bằng 2 ta có yeah, bây giờ mình sẽ biến đổi cái biểu thức này. Ý bình phương trừ 4 biết cộng 4 bằng. Giờ như vậy là cái biểu thức này mình sẽ biến đổi lại x trừ 2 tất cả bình đúng không? Ba. Giờ bình phương gặp dấu căn biến hình giá trị tuyệt đối, như vậy giá trị tuyệt đối của x trừ 2. Ở đây người ta cho x lớn bằng 2 thì mình thấy là x lớn bằng 2 trừ 2 sẽ là dương, như vậy mình sẽ bảo x trừ 2 luôn. Vậy ở đây mình có x lớn hơn bằng 2 thì có ý nghĩa là x là trừ 2 sẽ lớn bằng không đúng không? Giờ như mình xong câu B mình sẽ làm câu C nhé. Câu C chứng tỏ rằng với mọi x lớn bằng 2 biểu thức có giá trị không đổi. Như là theo câu B. Với x lớn hơn bằng 2. Thì cái này sẽ biến thành cái này đúng không? Giờ khi đó mình sẽ viết lại cái này, sau đó kem khế cái căn thức này sẽ bằng này, là cho kết quả đúng không? Giờ mình sẽ viết lại cái căn đó, x trừ cho căn x bình trừ 4x cộng 4 sẽ bằng căn x trừ kem viết lại. Giờ kem khế cái căn này bằng x trừ 2 đúng không? Ở đây mình bỏ ngoặc thì sẽ biến thành đổi dấu, như x x sẽ biến thành trừ x chỗ này, trừ 2 biến thành cộng 2 đúng này. Giờ x trừ 2 x hết còn là căn 2 đúng này. Như là mình thấy là cái biểu thức này luôn luôn bằng căn 2, như vậy có nghĩa là có giá trị không đổi đúng không? Mình đã chứng minh xong đúng không?
Giờ như là mình xong cái 3.15, 3.15 kem hiệu bài. Các em xong bấm quit video thì với kem hiệu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu 3.16. Vận tốc tính theo đơn vị là mét trên giây của một vạc đang bay được cho bởi công thức là V sẽ bằng căn bậc 2 của 2E phần M, trong đó E là động năng của vạc tính bằng joule, ký hiệu là J, và M là khối lượng kg của một vạc. Bây giờ mình tính vận tốc bay của một vạc khi biết vạc đó có khối lượng là 2,5 kg, động năng sẽ là 281,25 joule. Giờ bây giờ mình sẽ tìm vận tốc bay của vật này nha. Như vận tốc bay của một vật có khối lượng 2,5 kg và động năng 281,25 joule. Mình sẽ tính vận tốc bay của vật có hơi lượng là 2,5 kg và động năng, như là V sẽ bằng 2 của, mình sẽ viết lại công thức, sau đó kem khế số vô khắc, đúng không? Như là 2E phần M theo hết số dưới, như là 2 nhân cho E ở đây sẽ là, động năng ở đây sẽ là 281,25. Giờ phía dưới là 2,5. Giờ mình sẽ lấy hai cái số này nhân nhiều nha, đúng này. Giờ như là 2 nhân cho 281,25 sẽ bằng là 562,5. Phía dưới là 2,5. Giờ ở đây thì các em sẽ bỏ, mình sẽ nhân tử và mẫu phía trong mặt. Ở phía dưới dấu căn này các em nhân tử và mẫu cho 10 để mắc cái dấu phẩy này, đúng không? Như vậy sẽ là 5,625, phía dưới là 2,5. Giờ giúp căn bậc 2, mình sẽ biến thành hai cái căn bậc 2. Căn bậc 2 phía trên 5,625, phía dưới là căn bậc 2 của 25. Giờ như là căn bậc 2 của 5,625 sẽ bằng bao nhiêu? 75, đúng này. Giờ căn bậc 2 của 25 là 5, 75 chia 5 sẽ là 13, đúng này. Giờ như kết quả ở đây, vận tốc ở đây sẽ là mét trên giây, đúng không? Giờ như là mình xong câu 3.16 nha, 3.16 kem hiệu bài. Các em sẽ bấm click video thì các em thứ ba.
Dạ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng vậy thì bạn thích chia sẻ cho bạn bè cùng xem, và em nào chưa đăng ký kênh Hải Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Hải Liêm. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.